Hãy chia sẻ về cuộc sống và con đường làm YouTube có gì khó khăn ạ? À? Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Yeah yeah. Ok bạn ơi, thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video ăn khuya để giải đáp những thắc mắc mà hồi bữa mình hỏi các bạn mà các bạn đã trả lời cho mình á. Thì ngày hôm nay mình sẽ dựa trên những câu hỏi đó để trả lời một cách gọi là thuyết phục nhất cho các bạn nha. Ây da. Đầu tiên chúng ta sẽ khui nước uống. Wow, xíu nữa tưởng là khui không được rồi đó. Wow, đỉnh thực sự luôn. Đẹp ghê trời. Quên lấy ống hút rồi. Ôi đẹp ghê. Ôi. Mời các bạn uống miếng nước trước cho nó thấm giọng. Quá đã. Nước này là 10.000 lon nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình ăn khuya là có, đây là đậu hũ non chiên giòn sốt với tương ớt. Còn ở đây là bánh bao trái đào. Rất là thơm luôn, không biết trong này có nhân gì nữa. Bây giờ chúng ta thử làm thử miếng này coi ăn mùi vị của nó sẽ như thế nào nha các bạn. Mời các bạn nha. Ở ngoài rất là giòn béo luôn, ở trong thì ăn rất là mềm, tan chảy trong miệng luôn vậy không. Thì giờ bữa nay mình mua một cái loại bột chiên giòn rất là đặc biệt để dành người ta chiên gà rán, chiên tôm rồi này kia. Nó là của cái gì á mà tới 19.000 một bịch lận, chứ không phải là bịch bột chiên giòn bình thường mình mua là 10.000. Thì ăn nó rất là ngon. Béo quá các bạn ơi. Phải uống một miếng nước vô mới được. Ngon quá. Ăn đồ chiên mà uống nước ngọt có ga. Đỉnh thiệt sự. Chúng ta đến với một cái em đào đầu tiên nha. Em này rất là dễ thương luôn quá trời. Wow, hình như bên trong này là nhân gì á. Wow, đẹp lắm mấy bạn. Wow, trái đào mà ở trong là nhân, chắc là nhân đậu xanh quá. Màu xanh nè, để mình ăn thử rồi mà các bạn nha. Hình như là ở trong đây là nhân lá sâm dứa hay gì á, sâm dứa trứng sữa hay gì á mấy bạn ơi. Rất là béo luôn, ăn rất là ngon nha. Cái ở ngoài, cái lớp vỏ bánh bao ở ngoài á thì nó mềm, ăn nó không có khô quá, nó dẻo thơm nhẹ. Ăn ở trong cái nhân nó ngọt thanh mà nó có cái vị béo béo thơm thơm. Rất là ngon á. Vừa đẹp nữa mà ăn vô lại ngon, ngon miệng nữa. Cái này mình mua hình như là 24.000 hay gì á. Không nhớ luôn. Hình như là vậy á. Ăn rất là ngon luôn. Nhìn nó nè, dễ thương không? Cái này thích hợp với ăn uống nước trà là được á. Ngon ghê á. Hồi bữa mình đi siêu thị á, mình mua bánh bao này, rồi bánh bao nhân trứng cút, trứng muối nè, rồi mình mua bánh bao khoai môn. Thì hồi bữa hấp cho ở nhà mình ăn hết hai loại kia rồi. Thì còn một loại này thì sẵn bữa nay mình hấp luôn để nó hết hạn các bạn. Vậy bữa mua khác. Ngon á. Hồi đó đi học á, toàn là ăn cái bánh bao mà bánh bột á. Rồi có bữa là ăn cái nhân trứng nữa. Đâu có ăn mấy cái nhân này đâu. Giờ ăn thấy ngon quá. Bây giờ mình sẽ mở ra tab cộng đồng của mình để mình xem hôm qua mình hỏi có bao nhiêu bạn trả lời nha. Thì mình sẽ lựa chọn ra một số câu hỏi để mình có thể vừa ăn và vừa trả lời với các bạn luôn. Đầu tiên của bạn Phương Trinh, Trinh Phương nè,
chị hãy chia sẻ một chút về cái nhìn cuộc sống hiện tại của chị, thời gian thay đổi mình hay mình đã thích nghi, làm thế nào chị trải qua mọi thứ một mình ạ? Thì mình theo cái nhìn về cuộc sống hiện tại của mình á, đầu tiên thì mình khá là hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình luôn. Nói chung là mình thì thấy như vậy nó rất là ổn định rồi, nhưng mà mình muốn là nó sẽ tốt hơn, hoặc là kênh mình nó sẽ phát triển hơn để có nhiều nguồn thu nhập để mà lo cho gia đình mình hơn. Và mình cũng nghĩ tới nhiều thứ xa vời lắm, nhưng mà bây giờ hiện tại thì cứ phát triển kênh đã, tại vì hiện tại nó đã đang trên đà bị mất đề xuất đó các bạn, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc lẫn cuộc sống. Thời gian thay đổi mình hay mình đã thích nghi thì mình nghĩ là cái điều này, hai cái điều này nó cũng rất là giống nhau. Ví dụ như lúc trước mình từng nói là mình không bao giờ ăn cay, làm ẩm thực thì mình phải tập ăn cay để mà gọi là có nhiều món ăn phong phú hơn, chứ mình không ăn cay thì món ăn nó sẽ không có phong phú bạn. Đặc biệt ăn cay thì mình thấy nó rất là ngon luôn. Với lại thì mình nghĩ là một phần là do mình đã thích nghi được, và từ từ thời gian nó đã làm thay đổi con người của mình. Mình nghĩ là như vậy. Tiếp theo nữa là làm thế nào để trải qua mọi thứ một mình ạ? Thì một câu hỏi mà có ba ý. Mình nghĩ là khi mà mình gặp một vấn đề gì đó trong cuộc sống thì mình nghĩ là sẽ rất là khó để mà trải qua một mình. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình không thể nào mà gọi là đi tâm sự hoặc là đi hỏi ý kiến người này người kia là mình đã làm như vậy và hướng giải quyết của mình như thế nào. Mình thường hay, nếu mà gặp những chuyện như vậy thì mình thường hay chừa một hai ngày ra đầu tiên để mình đi thư giãn. Tiếp theo đó thì mình sẽ tìm một hướng giải quyết cho nó thỏa đáng. Và mình thấy là ai cũng nên sẽ trải qua những lần như vậy một mình, đừng nên chia sẻ với người khác. Tại vì những cái lúc mà các bạn hụt hẫng nhất, đó chính là những lúc mà các bạn cần nghe bản thân mình nói nhất, chứ không phải là cần nghe người khác nói nhất. Mình phải hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Nhiều khi người ta còn chưa hiểu được bản thân người ta, làm sao mà người ta đóng góp cho ý kiến cho bản thân mình được, đúng không? Theo mình là nghĩ như vậy. Thì mình cố gắng vượt qua, hoặc là lấy công việc để vùi lấp qua những chuyện như vậy. Chẳng hạn như là ngày hôm nay mình có rất là nhiều chuyện xảy đến, nó không may làm tâm trạng mình không vui, nhưng mà mình gạt nó qua một bên để ví dụ như mình suy nghĩ ý tưởng là ngày mai mình nấu cái gì, mình sẽ đi mua cái gì, mình quay cái gì, thì nó sẽ lấp đi những cái chuyện buồn đó từ từ, giống như là mình lấy một cái suy nghĩ khác đè chồng lên nó vậy đó các bạn. Thì cảm ơn bạn Trinh Phương hay là Phương Trinh gì đã gửi câu hỏi này cho mình. Thì một cách khách quan thì mình nhìn nhận cuộc sống này, tất cả những vấn đề mà mình nhìn nhận thì nó rất là tích cực. Mình không nhìn nhận theo hướng tiêu cực, vì làm như vậy con người của mình nó sẽ rơi vào cái cảm giác bị down mood á, không còn năng lượng để mà làm việc nữa các bạn ạ. Sẽ ăn một cục và đến với câu hỏi tiếp theo nha. Mời các bạn. Rất là giòn, rất là ngon quá trời ơi à. Nó bị xịt ốc ra. Ngon quá các bạn ơi. Lần đầu tiên mình suy nghĩ ra cái món mà lấy đậu hũ ngon đi chiên giòn KFC luôn á. Đây mình nghĩ nó khó lá chiên đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trần Bảo Nhi nha. Chị hãy chia sẻ về cuộc sống và con đường làm YouTube có gì khó khăn ạ? Theo như mình nói thì cuộc sống của mình thì nói chung là nó khá là bình thường. Cuộc sống hàng ngày của mình thì sáng mở mắt ra thì mình sẽ suy nghĩ làm cái gì, quay cái gì, và một ngày mình chỉ suy nghĩ là như vậy thôi. Cuộc sống mình rất là đơn giản, khá là nhạt nhẽo. Và con đường làm YouTube thì rất là khó khăn nha mọi người. Khoảng thời gian đầu khi mà mình làm YouTube thì có rất là nhiều gọi là ý kiến trái chiều từ gia đình, từ tất cả mọi người luôn. Nói chung không phải gia đình nữa, từ mọi người, bạn bè, mọi thứ. Nói chung là bạn bè của mình thì lúc đó thì đi làm công ty không, với lại có một số thành phần tri thức, nhưng mà họ không tin là YouTube có thể kiếm tiền được, và họ không tin
vào mình luôn nữa, mình có thể làm được như vậy. Thì khoảng thời gian đó mình vừa làm YouTube mà mình vừa đi bán quán cà phê, thì như các bạn cũng đã biết thì những ngày mà chủ nhật hay những ngày nào đó mình rảnh á thì mình sẽ đi quay chung với một cái team. Mà thời đó thì mình cũng chỉ quen biết mấy người đó thôi, nhưng mà có một anh thì kênh YouTube rất là lớn luôn mà ảnh rất là nhiệt tình các bạn. Thời đó thì mình mới chập chững bước vào nghề thôi, thì ảnh cũng có chia sẻ rồi đi chơi, đi quay chung, rồi nói chung là lúc đó cũng vui vẻ lắm. Nhưng mà vì một lý do bất đồng nào đó, nhưng mà tem đã tan rã, thì cái kênh đó đến thời điểm bây giờ cũng mất tiêu luôn rồi. Rồi xong mà tới một cái kênh thứ hai, đó chính là mình làm chung với một người bạn, mà nói chung là mình thì ở nhà quay, còn bạn đó thì dựng. Thì cái kênh đó thì hình như là cũng được 9.000 mấy subscribe người đăng ký á. Thì đến thời điểm đó thì nó bị một cái vấn đề gì đó là không kiếm tiền được. Thế là tụi mình mới tạo một cái kênh khác nữa, ta cũng được 1.000 mấy người đăng ký rồi bật kiếm tiền luôn. Nhưng mà tới thời điểm đó thì bạn đó với mình thì nói chung là mình không có thời gian làm clip, tại vì mình quá bận về việc quản lý quán. Thế là tụi mình lại ngưng một thời gian nữa, đó chính là ba kênh rồi phải không? Thì đến thời điểm cái kênh thứ tư này á, là cái kênh chính thức của mình á, là sau một năm thì có một người anh, ảnh đề nghị là làm kênh về chủ đề miền Tây, kiểu như là con gái nấu những món ăn ẩm thực vậy đó. Thì lúc đó thì mình vừa làm bên cái kênh YouTube đó, tại vì kênh YouTube đó lúc đó thời điểm đó nó không có tiền. Tới mình vừa làm cái đó, rồi mình vừa đi review quán ăn đó các bạn, để lấy tiền quảng cáo mua đồ ăn làm ẩm thực cho kênh YouTube này. Thì lúc đó là có ba người, một anh là chịu về lúc đó mới về đây xây nhà chòi các bạn. Thì anh đó với mình thì nhà cũng gần nhau, ảnh rất là tốt, giống như là mình cảm giác như đó giờ chị người quen sơ sơ thôi mà thân như là anh em ruột thịt trong nhà vậy đó, rất là tốt luôn. Tới thời điểm này vẫn vậy nha các bạn. Thì quay với nhau 3 tháng trời thì không có, kiểu như là không có tiền nhiều mọi người, cho nên là ảnh thì cũng có công việc cửa hàng của ảnh, rồi ảnh cũng ở dưới làm, rồi mình quay tự dựng luôn. Xong rồi không có tiền, ảnh cứ để cho mình làm luôn vậy đó. Nghĩ là nó rất là khó khăn, về thứ nhất là khi mà mình mới tập làm thì sẽ không ai biết đến mình, và mình nghĩ là nếu như mà có tem thì làm nó sẽ lên nhiều hơn đó các bạn. Và trong thời gian đó thì làm gặp cũng rất là nhiều khó khăn về mặt kiến thức, mình không có hiểu biết nhiều, mình cũng phải tự học, mình tìm hiểu rất là nhiều luôn. Và có rất là nhiều người anh đã giúp đỡ mình trong cái phần mà tự học đó. Nói chung là mình tự học thôi, chứ mình cũng không có đi học ở trường lớp nào hết. Thì cũng có một vài người anh rất là nhiệt tình giúp đỡ mình trong lúc mà mình gặp khó khăn. Và mình cũng cảm ơn tất cả những người đã đồng hành cùng mình để mình có thể có kiến thức cũng như là được sự yêu mến của tất cả mọi người đến ngày hôm nay. Đó là câu hỏi thứ hai rồi đúng không? Nói chung là nó rất là vất vả và khó khăn các bạn ơi. Nếu như mà không có những người bạn giúp đỡ thì mình cũng không được như ngày hôm nay nữa. Mình rất là biết ơn tất cả mọi người luôn. Ngon quá trời. Ngon ghê, mọi người thử làm ăn thử đi. Sự nghiệp mấy anh bé dừa ghê, tới giờ này mà cũng còn chở dừa nữa mọi người. Bởi ta nói kiếm tiền đâu có dễ đâu, làm gì cũng khó đó. Bởi vậy kiếm tiền đâu dễ bây, bởi vậy phải biết trân trọng đồng tiền. Bây giờ có một câu hỏi rất là dễ thương của bạn Ngọc Minh Thư. Chị có tình yêu tuổi học trò nào chưa ạ? Nếu có hãy kể đi. Thì cái câu hỏi này thì mình xem trả lời ngắn gọn thôi. Nói chung là tình yêu tuổi học trò thì ai mà không có đúng không các bạn. Nhưng mà hồi đó là năm lớp chắc là lớp 7, lớp 8 gì ạ. Chắc lớp 7 đi, cho nó bé nhỏ chút cho nó tuổi học trò ha. Thì lúc đó là sao ta, là cái bạn đó thích mình từ năm lớp 4 tới năm lớp
lớp 5, lớp 6, lớp 7 mình mới thích lại bạn đó. Thì tới lớp 7 bạn tự nhiên mình thích lại bạn đó thì bạn đó hết thích mình rồi mấy bạn. Kiểu như không biết sao á, tới năm lớp 7 cái mình thích lại thích, kiểu như là thích, rất là thích luôn á, thì bạn đó hết thích mình rồi. Xong cái bạn đó thích người khác rồi. Cái mình mới ghi một cái, giống như là hồi đó mấy bạn hay viết thư đúng không? Mình hay viết thư lắm, nhưng mà mình không có viết thư mà từng lá, mình viết vô cuốn tập á, mình viết chừng nào hết cuốn tập á xong rồi cái mình mới đưa cho bạn đó. Bạn đó đọc xong nguyên một ngày không có làm, không có qua lớp mình chơi luôn, không có gọi là sao ta, không có mà tránh né mình luôn, không có mà gặp mặt, thấy mặt mình là né, thấy mặt mình là né. Cái mình cũng không biết làm sao nữa, cái mình cũng lơ luôn các bạn. Rồi nói chung mà mình vẫn hít thầm nha, hít thầm tới năm lớp lớp 9 luôn á. Rồi tới đó bạn đó có ghệ, nói chung là thôi không có quen, nói chung là chưa có quen nhau luôn, chỉ là hít qua hít lại thôi. Vậy có gọi là tình yêu không trời? Nói chung là vậy á. Cảm ơn câu hỏi của bạn Ngọc Minh Thư nha. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Hồng Dân thì hay là Hồng Giang gì đó mình không biết. Thì các bạn hỏi mình là khi nào thì chị lập gia đình. Nếu như mà để nói về một cái sự nghiêm túc á, thì mình nghĩ là có thể là 30 tuổi, hoặc có thể là không có. Tại vì á, đối với mình thì chuyện nó không quan trọng, có hay không cũng được lắm bạn, không có quan trọng lắm. Tại vì thứ nhất chắc là mình nghĩ là mình chưa gặp được người có duyên. Thứ hai nữa là mình không có thích nhắn tin thường xuyên, giống như khi quen nhau là phải nhắn tin qua lại vậy đó, tìm hiểu này kia kiểu, nhưng mà mình không thích nhắn tin mấy bạn ơi. Thà gặp mặt nói chuyện hay là gọi nói chuyện một cái gì đó là xong, còn nhắn tin hoài hả, mình không có thời gian nhắn tin. Tại vì mình phải dựng clip nè, mình phải làm này làm kia, đôi khi có một nguyên một ngày mình không có làm gì hết, chỉ để ngồi suy nghĩ tưởng thôi đó. Mà mình thấy ai nhắn tin cho mình á thì mình có thấy, nhưng mà kiểu như là nếu như mà mình thấy cái tin nhắn đó cần thiết trả lời thì mình trả lời liền, còn không thì mình có thể là để chút xíu mình làm xong việc rồi mình mới trả lời kiểu vậy á. Mà tại vì cái tật là biến nhắn tin của mình vậy á, mà có một vài người bạn đã nghỉ chơi với mình rồi đó mấy bạn, kiểu như là bạn thôi nha, mà nhắn tin cho mình á là phải bắt buộc là mình phải trả lời liền, còn không trả lời liền là chửi mình á. Bây giờ làm YouTuber không có thèm mà nhắn tin nói chuyện nữa, nhắn tin khoảng 2-3 tiếng 4-5 tiếng mới trả lời không à, không có trả lời tin nhắn liền. Mà mình nói thiệt với mấy bạn, lúc đó mấy bạn bận rồi, mấy bạn làm gì chừng nào rảnh thì trả lời lại thôi, chứ có gì đâu. Nếu như mà cần thiết quá thì gọi điện thoại đi, người ta nghe thôi chứ gì. Không phải là mình chẳng gì, nhưng mà mình cái nào mà cần thiết thì mình làm liền, còn không cần thiết thì mình để đó chút tối ha, cuối ngày gì đó mình giải quyết một lượt luôn, kiểu mình là vậy á. Quỷ này ngon quá. Cho nên lại cái việc lập gia đình thì mình nghĩ là nếu như 30 tuổi có duyên thì sẽ lập gia đình, còn không thì thôi, mình nghĩ là như vậy. Còn chừng nào duyên nó tới thì tính, chứ mình cũng không biết sao luôn. Tiếp theo thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là chia sẻ kinh nghiệm làm YouTube, thì mình nghĩ là nó sẽ là một cái video, có thể là mình sẽ làm một cái video gì đó nó khá là dài để chia sẻ cho các bạn, chứ mình không biết là bắt đầu từ đâu nữa. Hoặc là các bạn nào mà thắc mắc cái gì thì có thể nhắn tin vào Facebook của mình để hỏi nha. Có một câu hỏi rất là hay của một bạn tên là Võ Nguyệt Tiên. Nếu việc gì đó làm bạn lo lắng, buồn bã, lo sợ, cách để vượt qua nó là gì? Thì có một việc gì đó làm mình lo lắng, buồn bã, lo sợ, cách để vượt qua là gì? Nói chung là chuyện buồn đúng không? Nếu như mà có một cái chuyện gì đó rất là buồn đến với mình thì có thể là mình sẽ khóc đó các bạn. Có thể là mình sẽ khóc, nằm khóc, có thể là nhiều khi mình chịu đựng không nổi đó. Có thể là mình sẽ nằm khóc mấy tiếng đồng hồ đó. Có khi là mình không khóc nhưng mà mình nằm im, mình nằm ngủ, kiểu như vậy, mình nằm ngủ. Rồi nếu như mà mình không nằm ngủ thì mình sẽ đi siêu thị hay là mình đi đâu đó, mình đi vô quán này kia, mình ngồi, mình thư giãn, kiểu như vậy. Thì
Nói chung là có khi mình gặp chuyện buồn rồi mình không có làm gì hết trơn. Một là mình sẽ ngủ và không ăn gì hết. Còn hai là mình sẽ ăn và không làm gì cả. Không biết các bạn hiểu không? Nhưng mà nói chung là tìm mọi cách để mình thư giãn đi. Còn có khi nào mà cảm xúc nó quá tệ á, thì mình phải bắt một cái chương trình gì đó mà nó vui để mà mình coi, cho tâm trạng của mình nó bị loãng đi á, cho cái cảm xúc đó nó nguội dần, rồi từ từ mình suy nghĩ hướng giải quyết nha các bạn. Chứ nhiều khi mình buồn quá mà mình coi cái gì nó buồn á, làm cảm xúc của mình đi xuống á, nhiều khi suy nghĩ của mình lệch lạc á, mình không biết là mình làm cái gì, nhiều khi mình nghĩ nhiều cái quẩn lắm. Nói chung là vậy. Có đôi lúc mình cảm thấy mình sinh ra trên cuộc sống này để làm cái gì các bạn, nhiều khi tâm trạng của mình nó tiêu cực á, thì mình phải tìm một cái gì đó nó vui vẻ để mình coi cho nó kéo cái tâm trạng mình lên, rồi lúc đó mình mới tìm hướng giải quyết được. Thì khi mình buồn, một là mình sẽ ngủ, còn hai là mình sẽ khóc, còn ba là mình sẽ đi siêu thị. Vậy đi. Ok, thì đến câu hỏi tiếp theo nha. Chị Như thử thách 24 giờ trên nóc nhà đi. Mình có làm video đó rồi nha các bạn. Mình có làm một video 24 giờ trên nóc nhà rồi, và tới bây giờ thì mình sẽ không bao giờ làm lại lần thứ hai nữa đâu, tại vì nó rất là nguy hiểm. Lúc đó mình làm á, thì suy nghĩ của mình rất là ngây ngô. Nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ lại rồi, có thể làm video gì, bất kỳ video gì ở dưới đất, nhưng mà không thể làm video trên nóc nhà được. Thứ nhất là nhà mình là nhà cấp 4, nó không có cầu thang hay là cái gì đi lên, nó cũng không có cái mấy cái lan can ở trên nóc nhà luôn, rất là nguy hiểm. Tối ngủ mình có thể lăn xuống đất bất kỳ lúc nào nha các bạn. Mình có thể lăn xuống đất bất kỳ lúc nào, và có nhiều hiện tượng tâm linh nó tác động lên nữa. Nói chung là bữa đó thì mình cũng có gặp rồi, mình cũng rất là sợ, cho nên là mình chắc là sẽ không làm một video nào trên nóc nhà nữa đâu. Trừ khi nhà là nhà lầu nè, có lan can, có sân thượng thì may ra mình có thể làm được. Còn những cái nóc nhà giống như nhà cấp 4 giống như mình là không nên nha các bạn, rất nguy hiểm. Cảm ơn bạn Bùi Ngọc Anh Thơ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra đến cái câu hỏi tiếp theo. Rất là nhiều bạn hỏi mình khi nào lấy chồng, cho nên là mình đã trả lời trong cái video đó rồi. Chị ơi, chị yêu ơi, câu hỏi của bạn Hai Kim Lê, chị đang ảnh nhiều nha, em nhìn chị cỡ 17 tuổi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã khen mình trẻ. Thật ra thì mình mới vừa trải qua ngày sinh nhật của mình là ngày 13 tháng 12 á, thì mình đã 26 tuổi rồi bạn. Nếu như tính tuổi Tây thì 27 tuổi hay gì rồi đó, có thể 28 luôn. Nói chung là mình vẫn, nếu kéo thanh xuân mình nghĩ là 26 thôi các bạn ơi, 26 thôi. Ok, 26 thôi, 95 với 21 mà, 26 thôi. Rồi hết rồi, hình như là còn, à đây, của bạn Thảo Nhi Triệu Lê. Mình chào Như nha, ok, mình cũng muốn biết thêm về cuộc sống và công việc của bạn đó. Như khi bạn làm công việc về YouTube thì có gì khó khăn không? Thì hồi nãy mình đã trả lời trên đó là nói chung là nó rất là khó khăn. Có những ngày á, mình rất là có nhiều ý tưởng, còn có những ngày á, bị bí ý tưởng, không biết làm bất cứ một cái gì hết trơn á các bạn. Nói chung là tùy theo cảm giác, cảm hứng. Nói chung là lúc đó muốn quay cái gì, làm cái gì thì nó có cảm hứng hết. Rồi có những ngày mình ngồi trong phòng nhiều quá, mình bị stress á, mình cần phải đi ra ngoài thư giãn, hít không khí trong lành để cho đầu óc của mình nó minh mẫn hơn, để mình có nhiều ý tưởng hơn nha mấy bạn. À, bạn Vi Khả hay là Khả Vi gì á, thì câu hỏi này nó rất là liên quan đến body của mình. Để mình ăn cái mình nói cho nghe. Trời, thật sự là món này bữa nay làm ngon dữ trời. Ở ngoài giò, ăn ở trong thì nó rất là mềm, tan trong miệng luôn. Và cái nước sốt mà mỡ hành, tương ớt, tương xí muội của mình thì cứ phải gọi là đỉnh. Mai mốt mình sẽ mua cái bột chiên xù này ăn mấy bạn, rất là ngon. Ngon hơn mấy cái bột chiên xù mình đã từng ăn, vì nó mình chiên lên nó không có cứng cái bột. Cái này mà chiên gà rán chắc ăn giống y chang như trong YouTube luôn á. Thì bạn Vi Khả hỏi mình là chị cao bao nhiêu mét vậy hả? Cao mét mấy vậy? Thì mình cao 1m65 nha các bạn. Và sẵn mình nói luôn cho các bạn biết cân nặng của mình là 66kg đến thời điểm hiện tại, sáng ngày hôm nay. Còn biết ăn, giờ ăn thì chút nó lên nhiều không biết. Có một anh hỏi mình là, anh hỏi thiệt em nha, em có bạn trai chưa vậy em Như Mập?
Thì em cũng xin trả lời với anh Hiếu Trần là hiện tại là em chưa có bạn trai và em cũng chưa có ý định là có bạn trai. Ok, thì tất cả những câu hỏi thì mình đã trả lời hết rồi nha các bạn. Thì cái bài đăng của mình ngày hôm qua thì nó cũng rất là gần thôi. Lúc trước mình có một cái bài đăng nữa nhưng mà nó xa quá trời xa rồi. Và chắc là mình sẽ, nếu như mà các bạn muốn làm video gì á, muốn hỏi mình cái gì á, quên nữa, ăn ngon quá rồi quên, mất não luôn. Muốn mình trả lời những câu hỏi gì các bạn có thể để lại ở phần comment trong cái tấm hình ở bên tab cộng đồng của mình đăng á. Thì những cái bài đăng đó mấy bạn tương tác thì mình sẽ vào trả lời, hoặc là những câu hỏi nào mà các bạn muốn mình trả lời thì nếu như mà mình thấy nó là một cái nội dung dài mình sẽ làm một video để trả lời luôn nha. Thôi này, bây giờ thì chắc là mình sẽ ăn cái chỗ này rồi kể một cái câu chuyện gì đó cho các bạn nghe rồi kết thúc video đúng không? Nãy giờ thì có rất là nhiều câu hỏi và mình thấy nó cũng khá là dài. Có mấy bạn hỏi mà từ góc nhìn về tình bạn của chị, làm sao nhận ra người bạn thật lòng với mình ạ? Làm sao nhận ra ai là người bạn thật lòng với mình ạ? Thì mình thấy là bạn bè mình không biết là ai thật lòng hay là không thật lòng với bạn, nhưng mà về góc nhìn của mình thì nếu như mà mình tốt với người ta mà người ta cũng tốt lại với mình thì mình nghĩ đó là tình bạn rồi đó mấy bạn. Tại vì mình tốt với người ta thì người ta tốt lại với mình, đó là người ta trân trọng cũng như là người ta tôn trọng cái tình cảm yêu thương mình dành cho người ta, thì người ta tốt lại với mình, đó là sòng phẳng đúng không mấy bạn. Và khi mà muốn biết rõ hơn người ta tốt hay không thì bạn hãy mời bạn đó đi ăn. Thì nếu như mà bạn ấy đi, bạn trả tiền nhưng mà bữa sau đi bạn dành trả tiền nữa, nhưng mà bạn đó vẫn nói là bữa trước bà trả rồi, bữa sau để tôi trả cho, đó là sự sòng phẳng. Còn nếu như mà đòi chia đôi thì cũng vẫn ok thôi, bình thường bạn bè mà, nếu mà chia đôi thì càng tốt, rất là sòng phẳng luôn. Còn nếu như mà về mặt mà bạn cứ rủ người ta đi hoài, người ta rủ bạn mà người ta để bạn trả hoài thì đó không phải là người bạn tốt, thì đó là người ta lợi dụng bạn thôi. Và một người bạn tốt thì mình nghĩ là dù có khó khăn cái cỡ nào thì dù cho gia cảnh nó có khác nhau đi nữa thì người ta vẫn chơi tốt với bạn, đó là một người bạn tốt với mình. Đến thời điểm hiện tại thì mình cũng có rất là nhiều người bạn tốt, và về nói về bạn thân thì các bạn cũng biết ai rồi đó. Thì mình nghĩ là bạn tốt thì mình có rất nhiều, nhưng mà bạn thân thì mình có rất ít, có khoảng 1-2 người thôi, như là chị Rui nè, Như nè, vậy thôi, chứ không có nhiều. Người ta có thể xem mình là bạn thân nhưng mà mình thì không. Thì các bạn biết sao không? Tại vì đối với một số người nào đó, người ta xem mình rất là xem trọng mình, rất là tốt với mình luôn cái kiểu. Nhưng mà khi mà đi chơi hay đi làm gì đó thì người ta đều rủ mình, nhưng mà tất cả chi phí là mình trả. Như vậy có gọi là bạn tốt hay không? Nhưng mà đối với người ta mình là bạn tốt, tại vì mình sẵn sàng trả tiền cho những cuộc đó. Nhưng mà tiền ngày hôm nay kiếm không có nhưng ngày mai kiếm có. Nhưng mà bạn đối xử với tôi như vậy thì tôi chỉ coi bạn mãi mãi là bè thôi, chứ không phải là bạn nữa. Bạn chỉ là bè trong số bạn bè thôi. Ok chưa? Thì mình có rất là nhiều người bè như vậy, nhưng mà họ đều nói chung là trên mặt tình cảm thì họ rất là tốt, còn mặt tiền bạc thì không được. Như vậy là không được cho lắm, tại tiền bạc kiếm rất là khó. Nhiều khi đi chơi kiểu như vậy một lần về sót lắm chứ bộ mấy bạn. Rồi nhìn từ từ mình cũng giãn ra luôn, mình cũng không có liên lạc thường luôn mấy bạn ơi. Chứ lại chơi bạn thì mình phải học hỏi được nhiều thứ tốt lên từ bạn, chứ không phải là những điều tiêu cực mà bạn đã dành cho mình. Và có rất là nhiều điều nữa, nhưng mà thôi bây giờ mình thấy cái video này cũng khá là dài rồi, mình cũng không muốn nói nhiều nữa. Bây giờ ăn một vài miếng nữa rồi chắc có thể là sẽ kết thúc video. Hình như á, năm rồi đó là khoảng thời gian 7 năm trước nữa chứ, năm 2019 là khoảng thời gian đi học rất là vui. Mới đây mà 2 năm rồi mấy bạn, mới đây mà mình tốt nghiệp 2 năm rồi trời. Để bữa sau á, mình làm video ăn khuya á. Hồi bữa sau gì giờ mình kể luôn đi mấy bạn ơi. Và hồi đó mình đi học á, rồi mình học tới lớp 11 rồi mình nghỉ rồi. Không mà cái
khoảng mấy năm ta, nghỉ năm 2012 tới năm 2019, đúng không? 20 hay 18 ta, không nhớ. 18 hay gì đó, mình mới đi học lại. Thì là tới 7 năm mình mới đi học lại lớp 11, rồi mình mới học lớp 12, tốt nghiệp năm 2019. Thì lúc mà lớp 12 đó, trời ơi công nhận, hồi đó đi học xong nó ngu không thể tả luôn nha mấy bạn. Lúc mà học lớp 10, lớp 11 rồi, trời ơi tự nhiên trong đầu óc mình không có chữ nào hết trơn á. Không biết sao luôn á, ngu không thể tả luôn. Xong rồi cái học, nói chung là cảm giác nó học không nổi nữa. Giờ lúc đó gia đình mình cũng có nhiều chuyện, xong rồi mình nghỉ luôn mấy bạn. Bữa đó đi thi mà mình không thi luôn. Rồi xong rồi cái mình nghỉ luôn, mình đi làm. Cái tới 7 năm sau rồi mình mới đi học lại. Mà không hiểu lý do lúc đó tại sao đi học lại nữa mấy bạn. Đi học lại lớp 11. Vô trong đó học sáng thì mở tiệm bán, còn tối 6 rưỡi thì đi học. Mà có bữa 8 giờ mới vô, học ban đêm nha. Đó là lý do tại sao mà năm rồi mấy bạn hỏi, năm trước nữa chứ mấy bạn hỏi, ủa sao chị năm nay 25 tuổi rồi, 26 tuổi, 25 tuổi rồi mà chị còn đi học lớp 12 là sao? Không biết giải thích luôn. Xong cái học lớp 11 thì mới vô, tại vì mình vô trễ hơn người ta 2 tháng mấy bạn, người ta đã học 2 tháng rồi, mình mới vô là tới, hình như là tới tháng 9 mình mới vô học, là mười mấy tay tháng, tháng 8 hay là tháng 8, đầu tháng 8 là người ta đã học rồi. Mà tới 21 tay tháng 9, đúng rồi, mình nhớ ngày mà đi học lại của mình luôn, hôm đó là thứ bảy, là đi vô học là không biết gì hết trơn. Ngày đầu tiên mà kiểm tra môn quá rồi, cái cô quá là cô chủ nhiệm lớp 12, còn lúc đó mới học lớp 1. Cái nói với cô, con mới vô ngày đầu và con không biết gì hết trơn, cô cho con không làm kiểm tra nha, tại mới vô mà kiểm tra ăn tiết thì có biết gì đâu kiểm tra. Cái cô nói, cô cũng xong rồi mấy bữa sau á có làm cái gì đó rồi lên làm lấy điểm lại thôi, kiểu như vậy. Cô nói là cô rất là ấn tượng với mình luôn, tại vì đó giờ chưa thấy đứa học trò nào mà xin không kiểm tra hết trơn. Với lại đi học mà cái má hơi hồng hồng á, cô rất là để ý luôn, nói chung là dễ thương rồi này kia, cô để ý lắm. Rồi thì mới vô thì học không có nhớ lại, sau 7 năm trời đi học không có nhớ lại, cho nên là được học sinh khá. Lớp 11 được học sinh khá, cái lớp 12 là tự học không luôn. Lớp 12 là lên lớp 12 là kiểu như là nó khó hơn lớp 11 nhiều rồi, phải tự học hơn, phải nói chung là nắm vững nhiều thứ lắm. Thì học kỳ 1 là được học sinh giỏi, nhưng mà không có hạng 4, hạng 5 gì đó, nói chung là hạng đó thì không có cao lắm. Cho nên là học kỳ 2 thì cố gắng học thì được học sinh gì ta, học sinh giỏi hạng 3, là chỉ sao có một bạn chuyên văn với sao một cái anh đó là làm bên bên cái gì IT gì đó. Nói chung là bên công nghệ thông tin á, thì học ảnh cũng lớn tuổi rồi, có vợ con rồi, thì ảnh hạng nhì, mình hạng 3, nói chung là rất là vui luôn các bạn. Công nhận rồi đó, không học ngu mà tự nhiên giờ đi học lại được xin giỏi hạng 3, tao nói trời ơi nó hạnh phúc nha. Bữa đó cô công bố điểm mà tao nói nó hạnh phúc không thể tưởng tượng, là hạnh phúc luôn á. Mà công bố điểm học kỳ 2 rồi á, thì tới đó là chuẩn bị cái lúc mà ôn thi, chuẩn bị cái lúc mà ôn thi tốt nghiệp các bạn. Thì ôn thi tốt nghiệp thì từ bữa mà thi xong rồi mà mình không nhớ là có vô trường hay không, mình cũng không nhớ nữa, hình như là không có vô nữa luôn hay gì á. Thì tại vì thi xong rồi không có vô nữa, rồi mấy thầy cô mới nhắn là thi xong rồi có kết quả như vậy rồi đó, thì đi lâu quá không nhớ, đi qua bên bên trung tâm á, thì đem theo giấy chứng minh với 2 tấm hình thẻ để đi lấy bằng tốt nghiệp thôi. Thì thi xong rồi hình như là mình có vô trường. Trong thời gian mà hoạt động 2 năm ở trong trường thì mình cũng đạt rất là nhiều thành tích với bạn. Mình cũng được bằng khen học sinh ba tốt gì nè. Rồi mình cũng được một cái bằng khen giải khuyến khích thôi, cuộc thi làm MC. Nói chung là cũng vui lắm, nói chung là nhiều thứ bên đoàn hoạt động vui, có đi cắm trại rồi nữa. Nói chung là 24, 25 tuổi mà nhìn lại cái đi học lại cái thời mà cấp 3 của mình á, công nhận nó vui lắm. Mà không phải là đi học ở trong đó là cỡ tuổi mình nha các bạn. Có chị 30 mấy tuổi, có chị 40 mấy tuổi luôn. Có cô
có mấy mấy chị mà 40 mấy 50 cũng có nữa. Rồi có mấy em nhỏ hơn mình 5 tuổi 6 tuổi có luôn. Rồi có mấy mấy bạn mà nói chung là kiểu như người ta đi làm rồi á, người ta chỉ muốn đi học để lấy bằng cấp là nộp vô cho bổ túc hồ sơ người ta đàng hoàng thôi. Rồi nói chung là rất là nhiều người vô chổng, người ta kiểu như chủ yếu là người ta học chứ không phải là đi chơi. Giống như là hồi lúc đó là mình đi học ở cấp cấp 3 mà lúc đúng tuổi của mình là học trường Trần Đạo, cái suy nghĩ của mình nó không có lớn, nó chỉ nghĩ là đi học rồi được học sinh này rồi lên lớp rồi không biết là sau này đi thi đại học làm gì học cái gì thôi. Nhưng mà khi mình bước vào trường đó rồi á, mình gặp những anh chị chững chạc hơn mình không à, thì cái suy nghĩ của mình sẽ khác mấy bạn. À, mình sẽ suy nghĩ theo một hướng khác là ai cũng lo học hết thì tất nhiên mình cũng phải lo học giống người ta thôi để mà đạt kết quả tốt, đúng không? Người ta tốt thì mình cũng phải tốt thôi. À, kiểu như vậy thì rất là vui vì được đi học, vì được đi học cấp 3 hai lần, được trải nghiệm hai môi trường khác nhau. Thứ nhất là môi trường tuổi học trò và thứ hai là môi trường người lớn. Thì học trong môi trường người lớn thì mình thấy cảm thấy trưởng thành rất là nhiều và thầy cô cũng như là dạy rất là nhiệt tình luôn. Nếu như mà được quay trở về quá khứ một lần á thì mình nghĩ là mình sẽ chọn học cái trường mình học sau này nè, chứ mình không chọn một cái trường chuẩn nào cả. Tại vì á mấy bạn biết sao không, hồi đó mình đi thi á, mà mình đi thi ở ngoài Mỹ Tho á, mà mình đậu luôn á, là nhà mình tự hào dữ lắm, mấy bạn không thể tưởng tượng được đâu. Trời ơi, con Di nó cũng đậu vô cái trường đó, nhà ai cũng tự hào hết. Mình thi chỉ có thi đúng như trường đó thôi, không có nguyện vọng, hình như là mình không có nguyện vọng trường nào á, mà mình đậu vô luôn, vừa sát điểm luôn mấy bạn. Còn những người mà nhầm nhầm sớm đây nè, người ta thi ở Nguyễn Văn Chiểu nè, người ta thi này kia, nhưng mà học ở trong trường Quốc Quân hoặc là học Tân Hiệp không mà chỉ có mình đậu ở Mỹ Tho thôi. Trời ơi, cảm giác như là cha mẹ rất là tự hào về mình á, giống như là mình, cha mẹ mình rất là nuôi hy vọng là mình phải học giỏi đâu này kia, nhưng mà mình cũng rất áp lực với bạn. Rồi qua ra ngoài đó thì học kiểu như là không có học lại người ta nhiều. Ví dụ như là bây giờ mình thi học lớp 9 lên lớp 10 đúng không, nhưng mà khi mà trong kiến thức của những bạn ở ở thành phố là nó đã học lên tới kiến thức của lớp 10 rồi, nó học lớp 9 rồi nó đã học lên tới kiến thức của lớp 10 rồi. Mấy bạn thấy ghê không? Hồi đó mình có học ông thầy á, ông nói á, khi mà con ông học lớp 6 á, là ông đã dạy muốn tới chương trình của lớp 12 rồi đó. Bởi vậy nhiều khi mình không biết á, mình ở quê mình không biết, mình không có nhiều cái phương tiện điện thoại hay gì đó để mình lên mạng mình học này kia cái kiểu á mấy bạn, thì thực sự ra ngoài học nó rất là thiệt thòi lắm. Với lại nhà có một mình học, mình cũng tự đi xe, nói chung là tất cả mọi thứ lúc đó mình rất là ngây thơ, mình không có biết gì hết trơn á. Về chuyện học thì mình có rất là nhiều ý tưởng sau này, nhưng mà mình thì nghĩ là nên dừng lại ở đây để kiếm tiền, không phải những là lo cho một mình mà là lo cho cả gia đình nữa. Cho nên là cái việc học thì mình nghĩ là nếu như có tiền thì mình sẽ đi học kiểu như là học vừa làm á mấy bạn. Giờ nó có rất là nhiều cái muốn học là được, có hệ vừa học vừa làm là được. Thí dụ ban ngày mình làm, ban buổi tối mình đi học, kiểu như vậy thôi. Nhưng mà cái đó thì mình có thể nghĩ sao được, tại vì bây giờ học lớp 12 rồi thì học qua cái chương trình đó nó cũng rất là dễ, mình chỉ cần xét tuyển là xong. Và bây giờ thì chắc là sẽ kết thúc video quá. Hôm nay vừa ăn vừa nói nhiều quá trời quá đất luôn, không biết là các bạn có thích những video thế này không. Nhiều khi á, làm video ẩm thực bình thường giống như ngày xưa á, thì nó cũng rất là vui các bạn. Nhiều khi trong giây phút mà nấu ăn nó ngây ngô, nó dễ thương lắm, mình thích vậy á. Rồi á, nhiều khi có những lúc mà ăn khuya hay gì đó, mình nấu ăn, rồi món ăn như này nè, mình ngồi mình chia sẻ những tâm tư, những suy nghĩ, những tình cảm để gửi gắm đến các bạn. Và mong rằng ở đâu đó ai mà đang gặp những khúc mắc, những vấn đề mà mình vừa nói á, thì có thể là suy nghĩ theo một hướng tích cực khác. Chẳng hạn khi mà các bạn có thắc mắc về vấn đề gì đó, nếu như mà mình biết, các bạn hãy hỏi mình đi, mình sẵn sàng trả lời cho các bạn biết luôn. Và bây giờ kết thúc video nha các bạn. Mình rất mong là các bạn sẽ yêu thích video này và các bạn sẽ yêu thích mình và đồng hành cùng mình trong những khoảng thời gian sắp tới. Và mình đang suy nghĩ là có nên làm những video đi du lịch này kia gần ở chỗ mình ở thôi, để quay cho các bạn xem về xung quanh cuộc sống của mình thì nó sẽ như thế nào.
Và nếu như các bạn thích thì các bạn hãy để lại comment nha. Còn bây giờ thì bye bye.